cũng được hết trơn á. Dạ ăn uống điêu nha. Thôi, cái đó dở quá à. Vậy muốn ăn gì? Ăn cái gì cũng được hết á. Vậy ăn bánh xèo nha. Thôi, cái đó ngán quá à. Đợi đấy. Em tính giết anh hả? Gác chịu đi chứ đang nghĩ cái gì. Cũng nhẹ thôi. Nhà hả? Ba không cho về. Ừ. Bây giờ lén lén ở nhà kho á. Ông thấy thảm chưa? Ờ mà thôi, bữa nào gặp cà phê đi. Rồi tụi mình tâm sự ha. Ừ. Tại cô ta bây giờ phải ăn những thứ này nè. Em yêu nè, em muốn ăn gì? Ăn cái gì cũng được hết trơn á. Dạ ăn uống điêu nha. Thôi, cái đó dở quá à. Vậy muốn ăn gì? Ăn cái gì cũng được hết á. Vậy ăn bánh xèo nha. Thôi, cái đó ngán quá à. Vậy muốn ăn gì? Em đã nói là cái gì cũng được mà. Ăn cái gì cũng được, ăn gì cũng được là sao? Anh đưa ra cái nào ra em mới chịu đâu, mà cái gì cũng được. Anh sao vậy? Em chỉ muốn nói là ăn cái gì cũng được thôi. Sao anh hung dữ với em vậy? Chỉ có mỗi chuyện lựa món ăn thôi à, mà anh cũng làm khó khăn với em nữa. Bây giờ mới yêu nhau mà anh đã như vậy rồi. Mai mốt mình lấy nhau về thế làm sao mà có thể sống với nhau được chứ. Vậy thôi, bây giờ mình chia tay đi. Chi? Vậy ăn cái gì cũng được. Kim Chi, anh chỉ nói vậy thôi. Nè, anh chỉ nói vậy thôi. Kim Chi, vậy em muốn ăn cái gì? Nghe cũng được hết trơn á. Người đâu mà khó ưa. Dạ, có chuyện gì không? Không có gì. Anh đang tập kịch, anh đang tập thoại thôi. Mình nghĩ đi nghĩ lại, từ ngày yêu rồi cưới, mình toàn chút khổ không. Cô Hiền ơi, cô có ở nhà không? Mở cửa em tôi cái. Thầy Phúc hả thầy? Đúng rồi. Thầy Phúc, thầy qua đây chi vậy thầy? Không có gì, tôi ghé tôi lấy ít đồ thôi à. Thầy lấy ít đồ, thầy có lấy lại nhà không thầy? Không, tôi lấy ít đồ của tôi thôi. Dạ. Em mời thầy. Cô yên tâm đi, tôi về tôi lấy mấy món đồ tôi đi à. Thầy đi đâu vậy thầy? Đồ của thầy em gom hết vô đây rồi nè. Em sợ thầy vất vả cho nên là có bao nhiêu em bỏ hết cho thùng này rồi. Bây giờ chỉ cần thầy ôm cái thùng này đi về nhà thôi. Thầy thấy em chu đáo không thầy? Chu đáo hay muốn đuổi tôi đi nhanh? Vậy mà thầy cũng hiểu ra nữa hả? Mà thầy nói tầm bậy tầm bạ không à? Không có đâu. Chúng tôi lùm tù la chứ gì. Ô mà thầy ơi, cái thùng này nè toàn là mấy cái đồ cũ không à. Sao tự nhiên thầy không giục đi đi mà để lại chi vậy? Đồ hư vậy á, nhưng biết bao nhiêu kỷ niệm. Đúng rồi, cái đồng hồ này nè đâu có xài được nữa đâu. Em tính tái sử dụng đó, nhưng mà thay pin rồi thay kim thay tùm lum hết trơn, cuối cùng cũng không sửa lại được, không xài được. Đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ây da. Làm gì mà đau quá vậy? Nè, lần sau mà anh muốn em đau vậy nữa hả? Mình ly dị đi. Chị quả anh xì bút lô ta thôi mà ly dị đi sao? Ai mà anh muốn em đau làm chi? Bây giờ nghỉ chơi. Đâu có được, ngồi xuống. Trận chiến này là chưa có kết thúc. Cho đến khi nào em phải thắng mới thôi. Rồi chơi chiến cùng với em. Thôi, bây giờ chơi là bao giờ em thắng mới thôi. Chứ nãy giờ anh cứ muốn em hoài à, em bị lỗ hay sao? Lại. Vậy anh chơi em có thua hả? Thôi anh đi ôm chuyện đi. Cái này anh thắng rồi chơi lại đi. Em ra cái gì vậy ta? Em ra cái giống vậy nè. Bây giờ em thắng nha. Em thắng rồi nha. Rồi anh sẽ biết tay với em nha. Cái gì vậy? Đúng rồi tay thôi nha. Đấy. Em tin giết anh hả? Gác chịu đi chứ đang nghĩ cái gì. Cũng nhẹ thôi. Thôi kệ bún đi, anh biết sức của em mà. Chỉ bún cái giống như con kiến cắn thôi, anh đâu có sợ đâu. Trời, anh khinh thường em á hả? Để rồi coi nha, anh nhắm mắt lại đi. Xem em ra tay để bún đây nè. Ở đây nè, đó, chấp anh luôn á. Ok, 1, 2, 3. Ông sẽ tỉnh
sao không? Em nè, vợ của ông xã nè. Nhờ mùa bảo hiểm cho. Giá như thời gian có thể quay trở lại vào khoảnh khắc này. Thầy Phúc, thầy đang nghĩ gì vậy? Ồ, đâu có gì. Bữa đó tôi mém chết á, cũng may đầu tôi cứng á. Đúng rồi, công nhận thầy cứng đầu thiệt. Thầy nghỉ ngơi đi, tôi về. Tôi cảm ơn cô nha. Thầy Phúc. Hả? Thầy có ở lại giúp em sửa cánh cửa tủ chút xíu được không thầy? Xong rồi đó. Em cảm ơn thầy Phúc. Nè, dạ? Còn hư chỗ nào nữa không? Dạ không. Thầy ơi, cái này là không phải tại em đâu nha thầy. Em dọn vô đây là nó bị mốt sẵn vậy. Không phải em làm đâu nha thầy. Tôi biết mà. Đứng lại. Đó, ông xã bắt em đó. Dạ, bắt đâu. Đứng lại, anh bắt đi em. Ông bị dễ thôi dạ. Dạ. Bây giờ nhìn ở đâu cũng thấy toàn là kỷ niệm. Mà toàn là kỷ niệm đau thương không. Thầy gọi cho Kim Chi chưa thầy? Ừ, chưa tới 9 giờ mà. Dạ, bây giờ có số điện thoại rồi. Thầy muốn gọi lúc nào cũng được thầy ha. Bây giờ ly dị rồi, gọi quà để làm gì? Tôi lấy số của cô để hẹn gặp giải quyết căn nhà này thôi. Phúc, bữa giờ cậu đi đâu? Sao tôi không thấy cậu vậy? Giờ còn ở nhà ba con. Ủa vậy hả? Dạ. Mà tôi không thấy vợ cậu đâu hết. Chắc là qua đó làm dâu luôn rồi hả? Dạ. Mà tôi kể cậu nghe nè. Có chuyện này tôi kể mà cậu đừng nói cho ai biết nha. Người ta nói tôi nhiều chuyện á. Dạ. Ở đây á, nghe nói có cặp vợ chồng mới cưới nhau được 2 năm mà đã ly dị rồi. Mà tôi thấy cậu đi có một mình nè. Tôi cứ tưởng là cậu với vợ cậu ly dị không á. Thôi, tôi giỡn mà. Dạ, cặp vợ chồng ly dị đó chính là vợ chồng con. À, vậy hả? À... Ê, mấy đứa nhỏ nhỏ. Ê, ê, ê. Ê, đây, đây. Làm gì vậy? Đi ra, đi ra. Tại sao không liên lạc được chứ? Chắc là đang tí tưởng cái chàng trai nào đó chứ gì.